Thưa quý vị, từ năm 2022 đến nay, các liên minh hãng tàu đã đưa thêm 17 chuyến dịch vụ mới vào cái mép thị vải, nâng tổng số chuyến tàu khu vực này lên 51 tuyến một tuần. Trong đó có 37 tuyến quốc tế, gồm 13 tuyến nội Á, 19 tuyến đi châu Mỹ, 4 tuyến đi châu Âu và 1 tuyến Âu Mỹ và 14 tuyến nội địa. Đây được xem là bước phát triển nhảy vọt chưa từng xảy ra trong suốt 15 năm khai thác của cái mép thị vải. Vậy cái mép thị vải cần làm gì để tận dụng cơ hội này? Trước những tiềm năng, thế mạnh và chất lượng ngày càng tăng của các doanh nghiệp cảng biển tại cái mép thị vải, các hãng tàu ngày càng đưa nhiều tuyến tàu dịch vụ vận tải quốc tế cập cảng cái mép thị vải. Thống kê cho thấy, tính đến năm 2021, các liên minh hãng tàu đã đưa thêm 11 tuyến dịch vụ mới vào cái mép thị vải, nâng tổng số chuyến tàu khu vực này lên 35 tuyến một tuần. Trong đó, 11 tuyến nội Á, 3 tuyến đi châu Âu, 21 tuyến đi Mỹ. Từ năm 2022 đến nay, các liên minh hãng tàu đã đưa thêm 17 tuyến dịch vụ mới vào cái mép thị vải, nâng tổng số tuyến tàu khu vực này lên 51 tuyến một tuần. Trong đó có 37 tuyến quốc tế gồm 13 tuyến nội Á, 19 tuyến đi châu Mỹ, 4 tuyến đi châu Âu, 1 tuyến Âu Mỹ và 14 tuyến nội địa. Cái mép thị vải có số lượng tuyến dịch vụ tàu mẹ đi Mỹ và châu Âu nhiều nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á, chỉ sau Malaysia và Singapore. Điều này giúp hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi thẳng sang thị trường lớn trên thế giới mà không phải trung chuyển qua nước thứ ba, tiết kiệm được chi phí và thời gian vận tải. Với việc phát triển các tuyến tàu, mở rộng thị trường đã thu hút hàng hóa thông qua cảng, tăng trưởng hàng hóa container qua khu vực cái mép thị vải luôn nằm ở mức cao. Năm 2023, cái mép thị vải có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng chỉ số CCBI, hiệu quả khai thác cảng, xếp thứ 7 toàn cầu. Đặc biệt, tại cái mép thị vải hiện có khoảng 10 hãng tàu lớn hậu thuẫn cho các doanh nghiệp cảng biển như cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép, TCIT là liên doanh giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với 3 đối tác gồm hãng tàu MOL Nhật Bản, Quan Hai Đài Loan và Hanji Hàn Quốc, hay cảng SSIT liên minh với hãng tàu container lớn nhất thế giới MSC, Mediterranean Shipping Company. Đối với tuyến dịch vụ Britannia của hãng tàu MSC, như chúng ta đều biết đây là tuyến dịch vụ kết nối trực tiếp từ Trung Quốc, Việt Nam, cảng SSIT đi trực tiếp cảng Liverpool của Anh và một số cảng lớn khác ở châu Âu. Tôi nghĩ trong bối cảnh mà đang đối diện với tình trạng thiếu chỗ và các cái nhà xuất nhập khẩu thiếu các cái dịch vụ lựa chọn thì điều này nó có ý nghĩa rất là lớn, đóng góp vào cái cung cấp cho các cái nhà xuất nhập khẩu các cái sự lựa chọn cho cái việc hàng xuất của mình đi châu Âu. Đối với doanh nghiệp cảng chúng tôi thì đây cũng là đánh dấu một bước ngoặt nữa trong cái việc hợp tác với hãng tàu MSC. Thì chuyến tàu dưới cái tên dịch vụ là Britannia Service, dịch vụ này là một cái dịch vụ mà đánh dấu một cái bước tiến rất là quan trọng của MSC trong cái chiến lược phát triển các cái service để nhằm phục vụ cho tất cả những khách hàng xuất và nhập, đặc biệt là ở Việt Nam sang khu vực Bắc Âu. SSIT với MSC thì đã hợp tác với nhau từ rất là lâu và hầu hết tất cả các cái service của MSC đều cập SSIT, bởi vì chúng tôi đánh giá cái tiềm năng của SSIT về cái năng lực vận hành cũng như là về sự hỗ trợ của cảng đối với khách hàng của chúng tôi rất là ưu việt. Tính toán từ các hãng tàu cho thấy vị trí cái mép thị vải so với các cảng lớn trong khu vực Đông Nam Á được thống kê chiều dài hành trình như sau: khoảng cách từ cảng Phleam Chaban, Thái Lan đến Singapore là 850 hải lý và đến cái mép thị vải chỉ 600 hải lý. Từ cảng Phnom Penh, Campuchia đến Singapore 764 hải lý và đến cái mép thị vải chỉ 218 hải lý. Từ cảng Manila, Philippines đến Singapore mất 1.604 hải lý nhưng đến cái mép thị vải chỉ 880 hải lý. Từ cái mép thị vải đến Singapore là 620 hải lý. Việc rút ngắn hải trình sẽ tiết kiệm cho hãng tàu 1/4 chi phí nhiên liệu, tương đương 14 triệu đô la Mỹ một năm nếu sử dụng cái mép thị vải để trung chuyển thay cho cảng Singapore. Ngoài ra, chi phí bốc xếp hàng xuất nhập khẩu tại cái mép thị vải chỉ tương đương 51-52% với container thường và 61-64% với container rỗng.
Đối với hàng trung chuyển, tỷ lệ này lần lượt là 38-40% và 25-26%. Thưa quý vị, việc các hãng tàu mở rộng tuyến vận chuyển không chỉ giúp cái mép thị vải tăng cường kết nối với thị trường quốc tế, mà còn tạo cơ hội thu hút đầu tư vào hạ tầng cảng biển và logistics. Tuy nhiên thì bên cạnh cơ hội cũng xuất hiện những thách thức và quan trọng, cái mép thị vải cần làm gì để tận dụng được cơ hội từ dòng lưu chuyển hàng hóa ngày càng tăng để tránh tình trạng đi trước về sau. Theo các hãng tàu, một trong những vấn đề mà cụm cảng cái mép thị vải đang đối mặt là sự hạn chế của hệ thống kết nối giao thông và dịch vụ logistics. Mặc dù cảng có khả năng tiếp nhận tàu lớn, nhưng hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt kết nối với các khu công nghiệp vẫn chưa hoàn chỉnh. Đặc biệt, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, kết nối các phương thức vận tải phục vụ nhu cầu thu gom, giải tỏa hàng hóa cho cái mép thị vải. Tuy nhiên, dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và lập kế hoạch. Để tối ưu hóa hiệu quả vận chuyển, các chuyên gia cho rằng cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào các tuyến đường kết nối từ cảng đến các khu vực trọng điểm, đồng thời xây dựng hệ thống logistics hiện đại, bao gồm kho bãi và dịch vụ hậu cần chất lượng cao. Về hạ tầng mềm, các doanh nghiệp cảng biển cho rằng quy trình xử lý thủ tục hải quan và các giấy tờ liên quan tại cái mép thị vải vẫn còn phức tạp và mất nhiều thời gian hơn so với một số cảng khác trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, để phát huy hết tiềm năng của cái mép thị vải, cần có sự đồng bộ về hạ tầng giao thông và cải cách thủ tục hành chính, giúp giảm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng tàu. Đối với lại các cái thủ tục hành chính, mà đặc biệt là về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, là chúng ta sẽ nói là cái chuyện cập nhật hàng ngày, chứ không nói đến vấn đề là hàng năm nữa. Thì trước đây chúng ta có những cái hệ thống phần mềm, nó đã cũ rồi và phải cần thiết phải cập nhật liên tục. Thì bây giờ nếu để nó đáp ứng được với cái luồng hàng hóa cũng như là cái yêu cầu kết nối với lại hệ thống hàng hải một cửa với lại quốc tế đấy, thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống phải được cập nhật cao hơn, phiên bản cao hơn, hoặc là phải đổi mới để mới đáp ứng được. Thì các cái bên liên quan trong chuỗi cung ứng phải có một sự đồng bộ với nhau. Chứ còn nếu mà các nhà khai thác cảng, người ta đang cố gắng là xanh hóa và người ta cố gắng là số hóa để một cách thông minh nhất, như là e-port cảng điện tử hay là IDO hoặc là e-manifest, những cái nội dung đấy thì các hãng tàu kết nối với các cảng rất là tốt và các khách hàng rất tốt. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải kết nối một cách đồng bộ như thế, thì khi có cái sự đồng bộ thì chuỗi cung ứng không bị điểm nghẽn. Hãng tàu thì hiện nay thực sự là đối ở cái khu vực cái mép thị vải này là tôi thấy là có gần như là đầy đủ top 10 hãng tàu lớn nhất thế giới đang hoạt động ở đây. Đấy, và như thế thì tôi nghĩ là cái giải pháp mà chúng ta nên hướng tới là kêu gọi là hãng tàu. Đấy, và chúng ta tạo mọi điều kiện cho họ, kể cả cái việc là mở rộng quy mô, rồi các cái cơ chế chính sách làm sao cho họ thấy rằng là đủ hấp dẫn để họ gọi là tái cơ cấu lại cái mạng lưới vận tải biển của họ, và coi như đây là một cái điểm trung chuyển thì mới thành công. Ngoài ra, các chuyên gia về cảng biển cũng nêu ý kiến cái mép thị vải cần tạo ra những chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, việc xây dựng các khu vực logistics xung quanh cảng sẽ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của cái mép thị vải trên bản đồ vận tải biển toàn cầu. Đặc biệt, việc xây dựng và hoàn thiện khu vực trung tâm logistics cái mép hạ kết hợp với các khu công nghiệp và hệ thống kho bãi hiện đại sẽ giúp cái mép thị vải trở thành một điểm dừng chân lý tưởng cho các hãng tàu, doanh nghiệp quốc tế trong việc vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa. Thưa quý vị, cái mép thị vải đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá, trở thành trung tâm cảng biển quốc tế và trung tâm logistics lớn của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì cơ hội luôn đi cùng với thách thức. Điều quan trọng là sự sẵn sàng về hạ tầng và dịch vụ để có thể bắt kịp và tối hóa lợi thế từ làn sóng tăng trưởng của các tuyến tàu ngoại. Chương trình giao thông cảng biển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.